Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sachi 150 2.9 nâng cấp đẹp hồn của một dân chơi xe ở bên quận 9. Cái chiếc Suzuki Sachi 150 2.9 bị dưới đây thuộc sở một dân chơi xe tại Sài Gòn. Chàng trai đã không ngần ngại chi ra khoản tiền là khá khá để dọn lại tổng thể cái dàn chân hoặc ti đâm của xe theo một phong cách là thượng lưu, khi sở rất nhiều phụ tùng đồ chơi đắt đỏ. Bên trái trang bị nhẹ nhàng, cái bộ đèn chở sáng hỗ trợ cực tốt di chuyển trong đêm tối. Ngoài ra người chủ đã tích hợp chế độ đá vaccine cho đèn cũng thuận tiện hơn trong việc sinh đường. Món đồ chơi đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn trong cái phần chèn chơi đồng chính là cái bộ cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi xứ đến từ đồ nô của Ý, được rất nhiều em chơi xe hiện nay ưa chuộng trong thời gian gần đây. Bộ cụm không được tích hợp cái chân kiến rời, vì vậy anh em chơi xe muốn lắp cái chân kiến phải mình lại bằng cái chân CNC có sẵn trên trường, hoặc rẻ hơn là dùng cái chân sim của cái cụm Nissin Sirius 110. Kết hợp chạy ốc kỳ 5 full kỳ đông vô cùng đẹp. Hai bên là cặp cụm công tắc TX và cụm tăng tốc 1 giga từ cái thương hiệu Domino đi cùng chỉ ra Thái cho khả năng cút gáy hành trình để chiếc xe đẹp bay nhanh hơn. Trang bị trợ lực Colin đen, đây là một phiên bản được lấy từ cái dòng Kawasaki Ninja ZX-1R. Sản phẩm là cây trợ lực điện khi lắp lên các dòng xe nhỏ chỉ có được cái độ cân bằng nhất định, chứ không thể tinh chỉnh linh hoạt như các phiên bản khác trên thị trường hiện nay. Trang chân ở dòng chương trình Mump Raceball 10 cây, cái đời thứ hai được sản xuất cho cái dòng Sachi Raider ở dùng. Đi liền cùng đĩa Raceball cấu tạo chuẩn tài dành cho cái dàn chân của Sachi Raider tiện lợi không cần chế cháo. Ai thật ở dòng chương trình cơ bụng của Levin Carbon cực kỳ gọn gàng, nhưng phía sau có sự nhỏ gọn là thứ âm thanh quy lực rất nhiều anh em thích thú. Cổ bô được làm bằng chất liệu Titan cho màu sắc độ đẹp cũng cực cao. Cấu tạo của bộ Titan nóng, nhẹ, nguội là cũng rất nhanh. Không quên kể đến cây bụt tét eo mình vào trời, một dòng giảm sóc tầm trung được rất nhiều tay chơi hiện nay là ưa chuộng. Với cái tông màu nó bọc, dòng sản phẩm này có thể tăng cho chiếc xe cái độ đẹp trai và lắp đẹp khoảng trống dưới gầm xe một cách hoàn hảo nhất. Để show ra hết cây phục bộ lọc chó trụ của người chủ đã bắt tháo bỏ cái phần nhựa nhám ở giữa thân xe. Và đây là toàn cảnh về cái chiếc xe cưng rất là tinh tế. Sirius độ mạnh tay với đồng hồ hiển thị LG của cái chiếc Exciter 2010. Sirius có lẽ là một dòng xe ít được quan tâm đến hiện nay bởi thiết kế của nó chưa thực sự là hài hòa, thua kém như người anh em của mình là Exciter và Jupiter. Nhưng bù lại nó sở cho mình động cơ mạnh mẽ, bền bỉ theo thời gian. Không gì là không thể, nhiều maker quyết định gửi gắm niềm đam mê của mình với cái mẫu xe này bằng những bản độ từ nhẹ nhàng đến hàng mẫu theo một cách từ mỗi người. Và cái chiếc Sirius đầu kiển dưới đây là một dẫn chứng cụ thể. Dù quay đổi rất nhiều chi tiết trên xe, nhưng người chủ vẫn giữ nguyên vẹn thiết kế đậm đà, giản dị ở phần đèn áo. Đi cùng với đó là những món đồ chơi kiển đơn giản từ các hiệu đình đám nổi tiếng ở Nam Á như Raceboy, Quest S, v.v. Và như chúng tôi đã nói, cái chiếc Sirius đầu này được thay đổi đồng hồ kim, hiển thị cái dạng cơ thành đồng hồ Casio, hiển thị cái dạng điện tử. Cụ thể đồng hồ này là mẫu đồng hồ chính hãng cho Exciter 2010 với nhiều chức năng hiện đại như báo giờ, nhiệt độ vân. Để gắn màn chỉnh lên xe phải chế lại cái bờ, sau đó câu lại một số dây điện mới hiển thị hoạt động bình thường được. Trang chân hấp dẫn hơn cho mắt người xem cái mầm của Raceball 8 cây màu bạc, thiết kế đơn giản nhưng rất thể thao. Hệ thống phanh cũng được trao chuốt theo hướng di chuyển, làm cái sự an toàn hơn với đĩa kiểu Rainbow kết hợp cùng heo Raceball 2 bit đi cùng dòng Morin. Toàn bộ những chi tiết được định bằng ốc Roti cấu tạo là từ titanium siêu cứng. Có lẽ cuộc sau của hãng chưa thật sự phát huy được cái nhiệm vụ của mình, chính vì thế mà được thay thế bằng một cây phục WS bình dầu. Đối với mẫu phục này cho điện nhúng cũng hợp lý, đem lại cái độ êm ái thực thụ. Ống xả zin được tạo điểm nhấn bằng Oppo Spark Nano. Bản độ đơn giản nhưng thực sự để lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nhớ like, subscribe.